Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 70. Và chúng tôi xin mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và bây giờ thì các bạn có một phút để vừa hỏi vừa trả lời gợi ý của chúng tôi. Đây là ca sĩ tiêu biểu của phong trào nhạc trẻ những năm 70. Vâng. Ôi trời, dễ lắm chứ. Vâng. Một phút bắt đầu. Một phút bắt đầu, hỏi đi, hỏi ca trả lời. Ca sĩ nam đúng không? Sai. Cái gì? Hát cái gì? À, vậy là ca sĩ nữ đúng không? Đẹp lắm đúng không? Đúng. Sao tôi giúp mày chứ? Có một ruồi không? Đừng vô. Không có vô được hả chị, em chào chị. Đó là ca sĩ Thanh Lan. Trước năm 1975, ở Sài Gòn, Thanh Lan nổi lên như một hiện tượng với những ca khúc Pháp. Cô gái xuất thân từ trường Tây này là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và điện ảnh. Tham gia nghệ thuật từ rất sớm, bà được khán giả yêu mến qua rất nhiều ca khúc như Khi Xưa Ta Bé, Trở Về Mái Nhà Xưa, Dàn Thiên Lý Đã Xa. Năm 1970, Thanh Lan bắt đầu lấn sân sang địa hạt điện ảnh với bộ phim đầu tiên là Tiếng Hát Học Trò. Sau đó bà tiếp tục tham gia thêm nhiều bộ phim khác như Yêu, Lệ Đá, Ngọc Lan, Gánh Hàng Hoa được nhiều khán giả đón nhận. Và bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ được lắng nghe giọng ca của ca sĩ Thanh Lan với bài hát Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Xin mời. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras. Ah ah, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi. Ah sáng ơi. Ah ah, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em. Ah em. Ah ah, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh. Lâu dài. Em mong cho chiếc áo tùy màu em đã chọn kỹ. Một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm dịu được mơn trớn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi. À ha, em mơ. À ha, em ơi em sẽ mang lụa là em xem tươi. Ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Em xem tươi em vui nhất nơi đây. Em xin em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Bài hát rất hay, gắn với tên tuổi của ca sĩ Thanh Lan. À, hay vậy, kỳ quá. Trời ơi, chị ơi, sao mà sẽ... Quá đẹp. Cô ơi, cô vẫn là...
là người đẹp nhất đêm nay ạ. À, cảm ơn các bạn. Thanh Lan xin gửi đến tất cả khán giả có mặt trong đêm nay lời chào thân thương nhất. Đây là lần đầu tiên Thanh Lan xuất hiện truyền hình tại Việt Nam. Rất hân hạnh được có mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ. Thưa ca sĩ Thanh Lan, là khi đến với chương trình Ký ức vui vẻ thì cái ký ức nó ùa về ngay bây giờ với chị là gì? Dạ, cảm ơn anh. Khi mà Thanh Lan nhìn xung quanh thì thấy lại những cái ảnh cũ của mình rất là cảm động. Đây là tấm ảnh mà Thanh Lan chụp năm 12 tuổi, lúc đó hát trong ban thiếu nhi Nguyễn Đức cùng với chị Hoàng Oanh. Và sau này là Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế. Dạ vâng, đó là cái thời mà nhỏ xíu, mới 12 tuổi. Còn cái này là ngồi tại salon trong nhà thôi, lúc này chắc cũng khoảng 19-20 gì đó. Thì đúng là ký ức ùa về và dĩ nhiên là trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Xin chân thành cảm tạ tất cả những tình cảm mà quý vị đã dành cho Thanh Lan bao nhiêu năm qua. Cô Lan ơi, cái ảnh là này là cái ảnh năm 19 tuổi đấy ạ. Dạ vâng, cái ảnh trong phim bài ca đâu chỉ là nốt nhạc. Lúc đó Thanh Lan đóng một cô gái khoảng 20 gì đó, yêu một anh chàng tài xế cho bố của mình. Trong phim đó thì Thanh Lan có hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng. Chắc là quý vị cũng còn yêu thương cái bài hát đó. Thanh Lan cũng đã một thời rất yêu thương bài hát đó. Dưới ánh nắng sương lung linh, chiều cành hồng khoe sắc thắm. Mỗi sáng sớm bên sông thưa, em bên hoa cười trong nắng. Sẽ xin phúc cho ai kia đường yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa tia trao cho anh suốt cuộc đời. Rất là cảm ơn. Nhảy hơi đúng điệu đấy nhá. Cảm ơn ca sĩ Thanh Lan rất nhiều. Thì chị Thanh Lan cũng là một người mà tôi đã ngưỡng mộ từ rất lâu. Rất là cảm ơn Ký ức vui vẻ cho tôi được phép đứng cạnh cái người mà tôi đã thần tượng từ rất lâu. Cảm ơn. Cạnh thôi. Cảm ơn. Đứng cạnh mà có ôm chồng nữa. Dạ. Hồi nãy đứng cạnh là đứng vậy thôi nè. Phép đứng cạnh thôi. Đây, đây là ký ức vui vẻ ở đây. Và đây cũng là nhà ký ức vui vẻ ở đây. Đây. Dạ vâng. Dạ hoa vâng. Học trò. Ngày bây xưa giờ là nhớ. Hoa học trò hả? Dạ. Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phương hồng nở hoa. Ngày thơ em rủ anh ra bao nhạt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ nào? Cảm ơn thưa quý vị, hôm nay vui quá. Đúng là chính là quý vị đã cho Thanh Lan một ký ức rất là vui vẻ. Và chúng tôi cũng phải nói thêm rằng là ca sĩ Thanh Lan không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc đâu, chị còn thành công ở điện ảnh, ở sân khấu, ở các cái lĩnh vực mà chị tham gia thì chị đều thành công cả. Thật sự thì tại lúc mà mới biết đàn á, học đàn năm 13 tuổi thì đã chị Thanh Lan chị đã nổi tiếng rồi. Và cái bài hồi nãy chị mới vừa hát là đúng một cái bài mà tại yêu thích và tại đam mê nó, tại phải học luôn thuộc cái bài ấy luôn. Và đến bữa nay không ngờ chương trình lại mời chị về đây. Vừa mở màn ra cái là thật sự nó tài thì không có khiếu ăn nói nhiều. Tại chỉ biểu hiện cái tình cảm đối với thần tượng mình thôi. Cho em ôm chị cái. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng thưa quý vị. Thanh Lan không có gì vui sướng hơn là mỗi lần lên sân khấu lại cứ hết anh chàng này ôm tới anh chàng kia ôm. Nhưng mà thật ra là chỉ là diễn thôi chứ đâu có thương yêu gì đúng không? Không. Em ôm chị với một cái tấm chân tình rất là thật thà. Chị không tin em ôm lại chị con. Rất thật thà, mặt chân thành. Dạ vâng, thưa quý vị, ai mà ăn nói lại mấy ông này, Thanh Lan ngại lắm. Tại vì thường thường là từ nhỏ tới lớn mình cứ ra sân khấu hát rồi đi vào thôi. Bây giờ lại cứ phải đối phó với những cái câu hỏi, câu nói, rồi mình lại phải đối đáp lại. Thưa quý vị, nếu mà Thanh Lan mà có không có duyên bằng trí tài, xin quý vị tha lỗi cho. Chị đừng nói như vậy. Quý vị khán giả nhìn kỹ coi, trên cái miệng hai người đều có cái nốt ruồi cả. Anh Chí Tài, anh đang bị mất phương hướng rồi. Anh có đeo mic mà anh đâu có cần lấy mic của cô Thanh Lan. Đúng rồi. Đây nhỏ không nghe. Vâng, Hồng Vân. Em có ý kiến. Chị, anh Tài anh mới nói là hai người trên miệng đều có một ruồi. Không, nhưng mà cái nốt ruồi của anh nó bị tuột xuống đây luôn. Không, thì bởi vì về bản chất nó khác nhau chị.
chị là một rùi duyên, còn ảnh là một rùi dê. Sao cũng được. Rồi, một lần nữa cảm ơn danh ca Thanh Lan. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị Tài. Cảm ơn em. Cô Thanh Lan ơi, hôm nào mình lại gặp nhau nhé. Cô Thanh Lan ơi, cô Thanh Lan, nãy giờ con không có kịp được nói. Thế mình có cần xích lại gần không? Dạ, con chạy lên với cô chút xíu. Tại vì là trời, cô rất là đẹp. Và cô biết không, cô nói rằng là đã lâu lắm rồi cô không có hát tại sân khấu Việt Nam. Nhưng mà không có một cái cảm giác là cô xa cách hay là đã sống ở nước ngoài rất là nhiều năm. Bởi vì... Dạ, với 25 năm rồi đấy. 25 wow. năm dạ. Cô thì quá tự nhiên và thoải mái, làm cho mọi người cảm thấy rất là vui vẻ vì hình ảnh của cô xuất hiện ngày hôm nay. Và nếu sau ngày hôm nay mà các bạn thấy Ốc mà có một cái kiểu tóc mới nha, có để mái mà eo bên đó, là vì ngày hôm nay gặp cô Thanh Lan. Nó sẽ thay đổi kiểu tóc mà biết đâu ạ. Dạ vâng, Thanh Lan nhìn từng mặt khán giả ngồi đây thì rất là cảm động. Là vì Thanh Lan cứ nhớ tới những cái lời thăm hỏi, những lời nhắn nhủ của các em cái tuổi 18-20 từ Việt Nam gửi về. Cứ hỏi mãi là tại sao cô không về, tại sao cô không về. Và có lẽ là vì những cái câu hỏi đó mà bữa nay về. Cảm ơn cô ạ. Thanh Lan thương các em rất nhiều. Cảm ơn cô. Ở thêm mặt nhé. Hôm nào lại gặp nhé.